随风马乾坤圈伴着他，上天下海奔去打，三刀六臂显威力，千千百杆都我怕，叫我的名字叫什么，哪吒哪吒小哪吒，tập 2đứa trẻ khác thường. Tại sao? Đại vương. Đại vương. Nhiều người để bắt yêu quái, cứ bắt được chưa? Dạ thưa, việc này thần đã. Nói mau. Việc này thần xin đại vương hãy trao cho thần 100 thanh niên khỏe mạnh, thần sẽ tìm cách bắt nó về. Đi bắt đứa trẻ sơ sinh mà cần nhiều người như vậy sao? À, dạ bẩm, đó là một con yêu tinh nên phải dùng âm mưu. À không, à không, mưu kế. Được, ta cho ngươi 100 đô lệ, mau bắt nó về đây cho ta. Dạ, tạ đại vương. Mẹ theo bức tranh cát tường trên yếu của con đó, nó sẽ phù hộ cho con. Nè, có đẹp không? Nè mẹ ơi, cởi ra đi, con không mặc đâu. Nghe lời mẹ. Con không chịu đâu, con không thích mặc quần mà. Lớn như vậy rồi mà không mặc quần, lêu lêu mắc cỡ, lêu lêu. Mắc cỡ là gì? Nè, lại đây. Lại đây để mẹ đeo cho. Con không đeo đâu. Phải nghe lời mẹ. Nhanh. Đó mẹ tìm được con. Nacha, Nacha. Mẹ ơi, con ở đây nè. Thằng tiểu hỷ này đâu rồi ta? Nacha, ra đây nhanh lên con. Nacha. Đây rồi. Được rồi, nếu con muốn trốn mẹ thì cứ trốn đi. Mẹ đi tìm hai ca ca của con đây. Cái đệ một trái đi, cái đệ ăn trái. Cho nó cho táo của Quỳnh đây, nó thích ăn lê, không tin thì đưa lê cho nó đi, xem nó có ăn không. Quỳnh không cho nó trái táo này đâu. Cho đệ với, cho đệ ăn với. Cho đệ một miếng đi mà. Cho đệ vết. Của tỷ đây nè. Nó ra giỏi quá. Quân còn trả nổi nó không? Không, nghỉ chút đi. Đâu hết rồi? Na Cha đâu rồi? Nó không tìm ra chúng ta đâu ha. Để thay tao ăn ngon hơn đưa cho đại đây. Không có chuyện đó đâu, đưa lại cho Quỳnh đi. Để đây mà. Báo mà Quỳnh muốn ăn hết hai thứ. Trả tao cho đại đi. Đưa lại cho Quỳnh. Trả đây, trả đây. Chuyện gì vậy? À, thì ra
thì ra là để ở đây, trả lại cho huynh mau. Hai huynh có muốn lấy lại hộp không? Xem đệ chạy đi đâu được nè. Đệ chờ đó. Tới đi mà bắt đệ đi. Tới đây. Huynh sẽ bắt được đệ cho mà coi. Mới thấy mấy cậu chủ đây thôi mà. Hai huynh tới bắt đệ đi. Đâu mất tiêu rồi ta? Nata, đừng có mang thai đi chỗ khác mà. Vẫn mang. Vậy làm sao hai huynh xuống được đây? Nhảy xuống chứ sao? Hai huynh không dám nhảy cái gì? Vậy thì để nhảy lại một lần nữa cho hai huynh xem nha. Tại sao con nghịch ngợm quá vậy? Cha ơi, hồi nãy nó trang trái táo của con đó. Của con nữa đó. Hai con không có chuyện gì làm à, đi luyện võ đi. Cha ơi, con cũng muốn luyện võ. Con còn nhỏ không đi được. Lại tè bậy nữa. Cái thằng nhỏ này. Dạ, con xin lỗi cha. Nè, quay lại. Cô xuân này, biết vậy lúc đó mình không thà chết cho hắn. Hãy mau triệu tập binh mã, chuẩn bị đi đánh chiếm Tây Kỳ. Thưa đại vương, bây giờ tuyết rơi rất nhiều, xin được xuất binh. Thần nghĩ hay là... Đã lâu rồi ta không xông pha trận mạc, đã cảm thấy ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Tuyết rơi cũng chẳng hề gì. Khởi giá. Đại vương đã hạ lệnh rồi, chúng ta là thần tử thì phải tuân lệnh thôi. Tướng công, xin chàng hãy bảo trọng. Cha ơi, có giết nhiều quân địch nha cha. Hả? Một cha, con có hiểu quân địch là gì không hả? Đại nhân Cơ Xương chính là một người tốt. Kim cha, một cha. Xin cha. Hai con nghe đây, phải trông chừng tiểu đệ cho thật cẩn thận. Dạ. Cha thấy không yên tâm về Na Tra, nó rất thông minh nhưng lại không biết trời cao đất dày. Ủa, Na Tra đâu mất rồi? Thằng nhóc này lại chạy đi đâu mất tiêu nữa rồi. Cha ơi, tiểu đệ có phải là yêu quái không vậy cha? Nói bậy không? Nói bậy không? Na Tra, tụi con không thể quản lý nó được. Vậy thì cha cho con đi đánh trận đi. Cái thằng nhóc nghịch ngợm này nó đang trốn ở đâu vậy chứ? Tới lúc phải đi rồi, thôi ta đi đây. Na Tra, con đứng lại cho mẹ, đứng lại. Con tính đi đâu vậy, nói mau. Con chỉ muốn đi theo cha đánh trận thôi mà. Tốt lắm, bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi rất dày. Chúng ta đã gặp thiên thời địa lợi rồi, chắc chắn sẽ đánh thắng quân của Trụ Dương. Cấp báo. Dạ, quân của Trụ Dương đã tiến vào địa phận của Tây Kỳ rồi. Tốt lắm. Đúng lúc lắm. Con sẽ cho họ biết tài nghệ của con. Không được, con vẫn còn nhỏ lắm. Con đã lớn rồi mà. Con đã lớn rồi. Cha thả con xuống đi. Cho con đi. Thôi được rồi, ta sẽ cho con đi theo. Dương thắng nằm trong tay ta rồi. Thank you.
cậu khoác quần áo cho các người tấn công luôn bây giờ. Chúng tôi cũng tập tấn công rồi mà. Hỏi chứ. Giờ này mà vẫn chưa tấn công được hay sao? Ta sẽ chém các người, biết chưa? Nếu đại dương có chém cả lão thần, thì cũng không thể biến mùa đông gió tuyết thành mùa hạ nắng chói chang được đâu. À, có tiếng gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Thân con báo lúc nãy ngươi có thấy cái gì bay vào đây hay không? À, dạ thưa đại vương, thần có thấy. Cái đó là cái gì vậy? Dạ dạ là thần. To gan, dám giỡn mặt với ta đó sao? Thần đó thần. Nếu như đó đúng là nhà ngươi, thì nhà ngươi hãy thử bay lại cho đại vương xem đi. Nếu ngươi không bay được, ta sẽ chém đầu ngươi. Thôi hắn ra ngoài. Đại vương tha mạng. Ta chưa tha mạng cho ai cả. Nếu ngươi có thể biến mùa đông thành mùa hạ, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thưa đại vương, thần có thể sử dụng số nô lệ do đại vương ban ra để làm chuyện này. Nếu ngươi có thể biến mùa đông thành mùa hạ, bắt được cơ xương, ta sẽ trọng thưởng. Tuân lệnh đại vương, thần sẽ kêu yêu quái giúp đỡ. À không, thần cầu thần tiên ra tay giúp đỡ. Ôi trời. Các người tạm thời đứng ở đây chờ mệnh lệnh của ta. Cứu tôi! Đừng đó làm tôi đây! Đừng đó! Ta dặn người bao nhiêu lần rồi? Cúi đây nè. Khi vào thì phải cúi đầu xuống chứ. Người muốn ta giúp biến mùa đông thành mùa hạ phải không? Nương nương, vậy là bà đã biết rồi sao? Xin bà hãy giúp tôi, nếu không tôi bị mất mạng đó. Xin bà giúp tôi. Chúng ta chung một con đường mà, ta phải giúp nhà ngươi chứ. Thật sao? Hay quá, hay quá. Nghe đây, nhưng ta có một điều kiện. Bây giờ ta cần hồi phục nguyên khí gấp. Nhà ngươi đưa người tới đây chưa? Dạ, có 100 người. Bà anh Hoàng ở đây, hãy vào trong này cho bà. Trời. Theo lẽ thì hôm nay trăng phải sáng lắm. Sao có mây đen che phủ như vậy chứ? Chắc có yêu quái xuất hiện đúng không? Nè, con trai, chẳng còn luôn ghi nhớ câu này. Nhân ái và chính nghĩa chính là đạo lý làm người. Chả biết rằng bây giờ con chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Con à, sau này khi con lớn lên, con không được quên lời cha dặn. Nhân ái, chính nghĩa. Trời ơi, nếu như sau này con có quên, cha phải nhắc lại cho con nhớ đó. Con trai, hôn quân lòng nguyện.
Nếu như có một ngày cha ra đi mãi mãi, con phải kiên cường tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của cha. Dạ. Mà sao gà gáy sớm vậy chứ? Natra, con ra đây mau. Cái thằng nhóc này, dù con không ngủ được nhưng con cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ. Con không ngủ được. Mẹ nhìn kia kìa, trời cũng đã sáng rồi. Chàng nhanh vào doanh trại. Người nói cái gì? Thông,
们的朋友，偶像们站，是他，就是他，是他。和你个头跟我一般高，有时他很努力，有时他也贪玩，他的年纪跟我一般高。